Chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh Việt New TV của chúng tôi. Bản tin thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị bản tin cực nóng sau. Trải nghiệm kinh hoàng 7 ngày đêm của lực lượng đặc nhiệm Sói trắng hậu duệ Việt Nam Cộng hòa trên đất Trung Quốc. Kính thưa quý vị, chương trình thời sự của chúng tôi ngày hôm nay xin gửi đến quý vị những thông tin cực nóng liên quan đến các đặc nhiệm lực lượng Sói trắng hậu duệ Việt Nam Cộng hòa trong một chiến dịch truy quét nhóm lính đánh thuê. Họ đã lạc vào lãnh thổ Trung Quốc, nơi có đường biên giới giáp với Lào. Bằng cách nào các đặc nhiệm đã thoát được hiểm nguy kiểu ngàn cân treo sờ tóc trên đất Trung Quốc sau hơn 7 ngày đêm sống trong tình trạng căng thẳng và số phận của nhóm lính đặc nhiệm dũng cảm kiên cường này ra sao tất cả đều sẽ được miêu tả chi tiết trong bản tin thời sự tổng hợp của chúng tôi ngày hôm nay. Kính thưa quý vị, theo lời kể của một thiếu tá đặc nhiệm sói trắng mà chúng tôi có dịp phỏng vấn sau biến cố kinh hoàng trên, anh Nguyễn Quốc Quân cho biết, sau khi truy kích đám lính đánh thuê và bị lạc sâu vào đất Trung Quốc, nhóm đặc nhiệm chúng tôi đã nhanh chóng chạm trán với binh sĩ vùng biên của Trung Quốc và chúng tôi phải áp dụng tất cả những chiến thuật đối phó để sống còn. Sau một trận đụng độ khốc liệt, tôi đã trở lại vị trí trú ẩn trao đổi tình hình và nhận định với anh em cho rằng bọn lính Trung Quốc bị thương vong thế này trong trận chạm trán có thể chúng sẽ rút vào đêm nay hoặc sáng mai cũng có thể đại đội sân cước đang đóng trên kia là lực lượng hỗ trợ cho đơn vị đến điểm cao vào các mật cứ của lực lượng hậu duệ và lào tự do nhưng bất ngờ gặp các đặc nhiệm chúng ta suy đoán tình hình không chính xác nên cố thủ ở đây mà cũng có thể cả đơn vị này của quân Trung Quốc nhập vào một củng cố đội hình lấy địa điểm này làm căn cứ rồi lại tiếp tục đánh lấn sang các mật cứ tôi lúc này cứ suy nghĩ miên man mà không có lời giải đáp cụ thể tôi bảo Vinh lên theo dõi tiếp xem chúng nó căng thẳng lều bạc giải chiến không Vinh báo về hình như chúng đang thu dọn bọn tôi lúc này thảo phào đến chiều chúng vẫn chưa có dấu hiệu chuyển quân tôi bắt đầu thấy lo. Thương binh mới rống như bò trong mấy liều quân y. Bọn nó vẫn đỡ ca đi phục kích. Tối hôm đấy mọi người ăn tiếp cho thực phẩm lấy trộm của bọn lính Trung Quốc. Bây giờ bọn chúng đông quá, tôi không dám mạo hiểm trộm cắp một lần nữa. Một đêm căng thẳng và không ngủ lại trôi qua. 4 giờ sáng, Trung úy tạo, lay lay tôi thì thầm, chúng nó đang rút. Chúng nó đang rút thật. Chúng đang rút xuống núi May quá đường chúng leo xuống cách xa lực lượng đặc nhiệm cả trăm mét. Nó mà xuống đường này, có khi anh em không kịp chạy. Tôi lúc này hỏi ý nhanh, rút thôi, nhưng không rút theo đường cũ, sẽ rút theo đường vòng qua quả núi kia. Nếu vẫn còn bọn phục kích, mình sẽ xuất hiện sau lưng chúng nó. Mình chủ động, nó bị động. Mình sẽ đánh vượt mặt chúng nó để về. Bọn lính Trung Quốc ở đây chắc cũng rút khá xa chúng không kịp gửi quân viện trợ đâu. Mà quân viện trợ có đến nơi, thì có lẽ mình đã ngồi gung đùi uống rượu trong hầm rồi. Con bọn phục kích trong lòng thung lũng này không sợ lắm, vì chúng mệt mỏi. Và lại lúc đó mình trên cao, nó dưới thấp, thoải mái mà nện. Anh em chúng tôi bắt đầu kiểm tra lại đạn dược. Không đến nỗi tồi. Khó khăn nhất là binh nhất đặt nhiệm luyện. Nó không đi được nữa. Mê mang, mụ mị tôi bảo tạo và thằng hai đứa hai bên dìu thằng luyện khi nào gặp địch thì quẳng nó và hốc đá nào rồi đánh tôi đi trước hai đặc nhiệm dìu luyện đi giữa thằng binh đi cuối bọn tôi đi chậm vì có thương binh vả lại đi chậm để dò đường và nghe ngóng quả như dự đoán đi được hai tiếng trời đã sáng rõ tôi phát hiện ra bọn phục kích chúng có khoảng hơn 10 thằng chúng đang tập thể dục cho người ngợm đỡ mỏi việc cả đêm nằm phục theo thường ngày thì giờ này chúng sắp tối ca, vì vậy chúng rất mất cảnh giác. Phía trước, chúng có rất nhiều tảng đá để che chắn, nhưng sau lưng chúng, đối diện với chúng tôi lại tơ hơn. Chúng không nghĩ là bọn tôi đi đường này, tôi ra hiệu cho mọi người tìm chỗ nghỉ ngơi cho luyện. Nó đã tỉnh, nó theo thào xin quả lựu đạn. Nó chỉ đủ sức để nếu có mệnh hệ gì, thì dùng răng cắn chốt quả lựu đạn một giọt nước mắt lăn trên gò má nó tôi thấy cây sống mũi nhưng không còn kỳ giờ nữa tôi nhanh chóng tìm vị trí chiến đấu ba đặc nhiệm kia cũng vậy tạo đi khom vừa đi vừa lấy tay gại gại đúng quần chắc lại ti rỉn ngồi cả bốn thằng cùng đồng loạt nổ súng và hô xuân phong thét xuân phong trước không còn là hô nữa cho khí thế cho áp đảo năm sáu tên lính trung quốc gục ngay sau lọt Đạn đầu tiên lũ còn lại nháo nhác như ông vỡ tổ thằng vội đi lấy súng có thằng đang ị hớt hải không kịp kéo quần cứ thế bò lê tìm chỗ nắp bọn tôi tiếp tục bắn bình tĩnh tiêu diệt từng thằng bọn lính trung quốc bắt đầu bắn trả đạn đập bông bóp vào vách đá xung quanh tạo lúc này ném một quả lựu đạn về phía sau tảng đá cùng với tiếng nổ là và cái mũ bay lên bọn lính trung quốc bị đánh bất ngờ lại vào thời điểm bất ngờ khiến chúng không kịp trở tay. Trận đánh kéo dài độ 20 phút, máy tên lính Trung Quốc còn sống đã bắn hết đạn. Lúc cuốn chúng chỉ kịp vớ lấy súng, mỗi khẩu cùng lắm có 30 viên. Chúng không dám bò ra chỗ để, đạn. Thằng nào bò ra, tôi bắn rác rạc. Chúng cởi áo may ô mắt lên đầu súng xin hàng. Chúng không dám đợi viện binh ở phía bên kia núi, trong thung lũng chỉ sợ bọn tôi tung thêm mấy quả lựu đạn thì chậm dứt tôi bảo tạo và minh bắn yểm trợ tôi và thằng vinh bò ra bắt chúng nó đầu tiên tôi vứt hết vũ khí đạn dược của chúng xuống vực sau tảng đá có sáu tên mặt mũi tái mét run rẩy có thằng vẫn đang mặc quần đùi có thằng chưa kịp lấy súng vinh bảo bắn hết chúng nó đi trừ hậu họa tôi bảo không được chúng nó là tù binh vinh cãi nhưng mình có đem về được đâu Tôi bảo Vinh trói chân trói tay bọn nó lại. Vinh sợ đi rồi thì chúng sẽ cởi trói cho nhau. Tôi bảo cứ yên tâm. Sau khi trói tay trói chân từng thằng, tôi trói sáu thằng quay lưng lại với nhau. Gài một quả lựu đạn rút gần tuột chốt vào nút trói. Chúng mà gỡ, chốt tục. Sáu thằng đang dính chặt thế này, thì cho đi bắn muối hết. Trừ khi có thằng khác đến gỡ. Số súng còn lại, Vinh tháo quy lát vứt thật xa xuống vực tạo đã kịp thời mót được máy phong lương khô của bọn chúng đưa cho vinh một thanh tôi bắt đầu ra hiệu rút nhanh theo như dự tính khoảng một tiếng sẽ gặp nốt toán còn lại lần này đánh sẽ gây go hơn vì chúng nó cũng chủ động mình chỉ có lợi điểm là ở trên cao và bí mật về lực lượng không đầy một tiếng cánh quân kia xuất hiện không đông như toán trước nhưng chúng tiến cẩn thận hơn vừa đi chúng vừa tìm để thế ẩn nấp, tôi ra hiệu cho mọi người tản ra. Phương án tác chiến lần này phải thật bài bản. Đầu tiên bắn rác xung quanh toán quân, khiến chúng co cụm lại. Tôi sẽ dùng M79 và cho chúng chết có bài. Xuống âm ti có bạn có bè. Mọi việc diễn ra như mong muốn. Nhóm đầu tiên vượt một quả M79 chơi sáu thằng. Bọn còn lại biết có bên ta có hỏa lực mạnh, chúng không có cụm nữa. Bên chúng có một khẩu trung liên. Khạc đạn đích nhỉ. Chúng còn độ năm tên, như vậy là tương đối cân bằng lực lượng. Bây giờ cứ thông thả mà đánh. Bọn viện trợ có tới được, cũng phải mất nửa ngày đường. Trận chiến có vẻ căng thẳng. Lũ đạn hai bên đều không nhắm tới. Tôi lấy cái mũ sắt cướp được của bọn tàu, đội lên đầu súng, thò một chút xem sao, lập tức đạn và choang choang, tay run bần bật. Vị trí của tôi thấy là mất thế thượng phong rồi. Chắc là lúc tụt xuống để thay băng đạn thì chúng trồi lên đây. Tôi lúc này tính kế trường ra chỗ khác. Khó quá, mình dơ cái mũ mà đã thế, bây giờ quân thân ra khác gì bị thịt. Đang suy nghĩ lung tung thì chợt nhìn thấy, khe hở giữa hai phiến đá, to gần bằng cái bát, khác gì lỗ châu mai đâu. Ông trời dường như thương chúng tôi. Tôi kê súng vào khe hở, tìm mục tiêu. Máy đặc nhiệm khác thấy tôi không bắn, nhấp nhà nhấp nhộm, có lúc thò cả nửa đầu lên khỏi chỗ ẩn nắp. Tôi bình tĩnh, lấy đường ngắm. Cái đầu kia kìa, của thằng giữ trung liên. Tôi nín thở bốc cò, cái đầu bật ngửa làng sau. Tiếng mũ sắt đập vào đá kêu loãng xoảng Bọn lính Trung Quốc thấy vậy, vò thụp xuống. Anh em vội trồi lên, lấy đường ngắm trước thế thượng phong lại thuộc về chúng tôi. Tôi bảo mọi người bắn áp đảo để tôi bò lên ném lựu đạn. Anh em bắn rác ràng rạc. Không thằng lính Trung Quốc nào dám ngóc đầu lên. Tôi vừa bò, vừa lăn, chỉ sợ cậu nào chúi mũi súng xuống, xuống đất thì tôi tiêu đời. Tôi rút chốt quả lựu đạn thứ nhất. Buông mỏ vịt cho búa đập vào nụ xòe. Đếm đến ba mới ném. Quả thứ hai cũng thế. Mỗi một quả hy vọng một tên lính Trung Quốc sẽ chào Diêm Vương. Anh em tranh thủ lúc chúng gối trí, thay đổi vị trí ẩn nấp có lợi hơn, vừa di chuyển vừa nhả đạn. Bọn lính Trung Quốc bắt đầu rút chạy, chúng còn ba tên. Lần này thì anh em quyết không để sổng trừ hậu họa. Sau khi tiêu diệt tên cuối cùng, mọi người nhìn nhau vui mừng, nhưng không ai nói gì. Bốn anh em thay nhau, diều đặc nhiệm luyện. Cứ nhắm thẳng hướng nam mà tiến đến chiều tà, không biết đã về đến phía Lào hay chưa. Đang đi bỗng dưng tôi bị ai đó ôm chặt chân, đẩy ngã dúi về phía trước, ngay lập tức bị một cái bao tải trùm lên mặt. Tay bị trói nghiến. Tôi ho sặc sụa vì cái bao tải hôi quá. Sơ sợn quá đi mất anh em ơi, đánh mãi không ai chết, bây giờ lại bị chúng nó bắt sống. Tôi còn đang ho, chứ kịp hoàng hồn, nghe thấy tiếng lào xào báo cáo. Tiểu đội trưởng bắt được năm tên lính Trung Quốc trong đó có một thằng bị thương. Giời ơi, hóa ra là quân ta. Tôi thét lên, người nhà, người nhà. Viên tiểu đội trưởng tặc nhiệm số trắng, nghe thấy thế, vội bảo anh em bỏ cái bao tải trùm kính mặt. Tôi theo thào, đọc mật khẩu, quê hương, quê hương. Tiểu đội trưởng sững người một lúc rồi bảo mật khẩu đã thay đổi. Tôi bảo đã đánh nhau bên kia 7 ngày nên không biết thay đổi thế nào. Chỉ biết mật khẩu cũ, hỏi quê hương, trả lời đất mẹ. Viên tiểu đội trưởng bỗng sổ đến ôm chầm lấy tôi. Miệng đẫm bẩm. Xói trắng 301 hả? Mọi người tưởng các cậu đi rồi. Hôm qua vừa có điện từ chỉ huy mật trận xuống các đơn vị nêu gương hy sinh anh dũng của các cậu. Thế là bọn tôi vừa về được đến Lào sau 7 ngày đấu trí, đấu xuống. Chúng tôi lúc này cũng không kịp hỏi những người lính vừa bắt bọn tôi thuộc đơn vị nào. Gặp người nhà là mừng lắm rồi. Họ bảo về chỗ họ ăn uống nghỉ ngơi rồi về mật cứ sau. Tôi hỏi mật cứ còn cách bao xa, đi như thế nào? Cậu, tiểu đội trưởng bảo một người lính dẫn đường rồi dùng máy hay việc kép, gọi về sở chỉ huy thông báo về tình hình của chúng tôi. Hóa ra chỗ này chẳng xa đơn vị là bao nhiêu, vòng qua mấy quả đồi trọc, trèo lên con dốc đi một đoạn là thấy. Chỉ có một đoạn đường chừng 5km, đường chim bay mà chúng tôi đi lạc hết 7 ngày. Bây giờ nghĩ lại vẫn thấy tởn, Thời lượng còn lại của trình thời sự là bản tin quốc tế. Mỹ lo lắng về tình trạng của binh sĩ vượt biên sang Triều Tiên. Washington bày tỏ lo ngại khi không thể liên lạc với Bình Nhưỡng để trao đổi về trường hợp công dân Mỹ vượt biên sang Triều Tiên. Bộ trưởng lục quân Mỹ Justin Womers hôm 20 tháng 7 cho biết Washington đã tìm một cách để kết nối với Triều Tiên, cả cả thông qua các kênh liên lạc của Liên Hợp Quốc để trao đổi về trường hợp công dân Mỹ vượt biên sang Triều Tiên. Tuy nhiên Bình Nhượng không có bất kỳ động thái phản hồi nào. Lầu Năm Góc trước đó xác nhận, công dân Mỹ vượt biên sang Triều Tiên là binh nhì Stachik King. Trước khi vụ vượt biên xảy ra, King từng bị giam giữ 2 tháng ở Hàn Quốc vì tội hành hung và đang trong quá trình chờ bị đưa về Mỹ. Hôm 17 tháng 7, khi được hộ tống đến sân bay để lên chuyến bay của American Airlines đến Dallas, King đã bỏ trốn. Thành thật mà nói tôi lo lắng cho anh ấy, Travis King. Tôi lo lắng về cách họ có thể đối xử với anh ấy, vì vậy chúng tôi muốn đưa anh ấy trở lại. Bộ trưởng Walmart nói, đề cập trường hợp của Otto Van Bure, một sinh viên đại học Mỹ từng bị giam giữ ở Triều Tiên. Otto Van Bure bị bắt giữ khi đang du học, du lịch Triều Tiên vào năm 2016. Osto bị cáo buộc có hành vi thù địch chống lại nhà nước Triều Tiên sau khi anh này xé tắm khẩu hiệu tuyên truyền của Bình Nhưỡng ở khách sạn mà anh lưu trú. Osto đã nhận bản án 15 năm tù khổ sai và sau 17 tháng giam giữ, Triều Tiên đã phóng thích nam sinh viên về Mỹ tháng 6 năm 2017 trong tình trạng hôn mê sâu. Khoảng một tuần sau đó, Osto qua đời với chẩn đoán bị tổn thương não nghiêm trọng triều tiên bác bỏ mọi cáo buộc nói rằng osto đã bị ngược đãi người phát ngôn hội đồng an ninh quốc gia mỹ john kibi cũng bày tỏ lo ngại về trường hợp của binh nhì travis king các quan chức mỹ vẫn hoài nghi về lý do king chạy qua biên giới vào triều tiên tuy nhiên bộ trưởng walmart thừa nhận binh nhì này có thể lo lắng về việc phải đối mặt với các biện pháp kỷ luật từ quân đội khi trở về mỹ người phát ngôn lầu năm gốc sarina singh cho biết văn phòng phản gián của quân đội Mỹ và các lực lượng Mỹ tại Hàn Quốc đang tiến hành một cuộc điều tra về lý do khiến King đưa ra quyết định vượt biên vào Triều Tiên. Bà Xin từ chối trả lời trực tiếp câu hỏi liệu là năm gốc có tin rằng King vẫn còn sống hay không. Bà cho biết quân đội Mỹ không thể cung cấp bất kỳ thông tin nào về tình trạng của King. Chúng tôi không biết tình trạng của anh ấy. Chúng tôi không biết anh ấy đang bị giữ ở đâu chúng tôi không biết tình trạng sức khỏe của anh ấy bà xin nói phát biểu tại nhật bản đặc phái viên mỹ về triều tiên sung kim cho biết washington đang làm việc tích cực để xác định tình trạng và sức khỏe của king đồng thời nỗ lực vào cuộc để đảm bảo an toàn và đưa binh nhì này về nước vụ việc xảy ra vào thời điểm căng thẳng trên bán đảo triều tiên đang leo thang binh nhì king có thể bị giam giữ ở triều tiên trong thời gian dài theo giới chuyên gia Triều Tiên nhiều khả năng sẽ sử dụng việc binh nhì, binh sĩ Mỹ vượt biên vào mục đích khai thác thông tin hoặc tuyên truyền, xong có đạt được đòn bại chính trị. Khiên chỉ là một sĩ quan cấp thấp và có thể sẽ không có quyền truy cập vào những nguồn thông tin cấp cao nhất. Tuy nhiên Khiên có thể nắm được thông tin về sơ đồ bố trí bên trong cơ sở quân sự Mỹ ở Hàn Quốc. Lượng binh sĩ được triển khai. Trong một diễn biến tiếp theo, nóng Nga và Ukraine, ngày 21 tháng 7 Gimia liên tục bị UAV tấn công, Mỹ nói Ukraine dùng bơm trùm phù hợp và hiệu quả. Gimia bị UAV tấn công liên tục, Nga tiếp tục trả đũa, vụ cầu Gimia nghi bị Ukraine tấn công. Ukraine nói Nga bị bao vây ở Bamut, Mỹ nói Ukraine dùng bơm trùm phù hợp và hiệu quả. Giao tranh vẫn xảy ra liên tục ở các khu vực nóng như tỉnh Donetsk và thành phố Kupyan, tỉnh Kharkiv. Ukraine và Nga đều thông tin về những thành công của mình trên chiến trường. Urena nói Nga bị bao vây ở Bamut. Bộ tổng tham mưu Ukraine cho biết lực lượng Nga tiếp tục tập trung lực lượng ở các hướng thành phố Kupjan, tỉnh Kharkiv và thành phố Liman, Bamut, Aditjika, Majinka đều ở tỉnh Donetsk. Ở các khu vực này đã xảy ra khoảng 20 trận giao tranh trong ngày 20 tháng 7. Theo hãng thông tấn Yukiform, vào ban ngày, lực lượng Nga đã công kích và tấn công tên lửa quy mô lớn vào thảnh thổ Urena bằng 3 tên lửa hành trình Kalik, 5 tên lửa hành trình Iskander 4, 4 tên lửa hành trình KH-22, 7 tên lửa hành trình Onyx và 19 máy bay không người lái UAV Sahik, Bộ Tổng Tham mưu cho hay.